Kim Sơn xin chào cả nhà mình luôn nha. Thì hôm nay đầu tháng 8 rồi, bữa nay là 1 tháng 8 đúng không? Lộc đầu tháng 8 thì Sơn cũng có được một đơn kha khá là tầm 50 chai màu lũ cả nhà. Bây giờ là mình phải tiến hành mình tranh thủ mình làm thôi. Mình vặn nút mà nó bị phồng hai cái nó phồng hai cái ngón này luôn nha mình. Thì cái này là mấy anh em lấy về bán sỉ lại. Đó thì mình cũng bên mình có là màu màu cánh gián nè, màu nâu đỏ nè, màu nâu đất nè, với không màu và với lại cái màu trắng lim sun phu đó nha. Màu trắng lim sun phu là cái màu mà nó kết hợp giữa lưu huỳnh và vôi. Đó thì cái màu này thì Sơn cũng không trước đây là Sơn tự làm được nhưng mà nó hơi độc quá cho nên là Sơn không làm nữa mà Sơn nhập từ Hà Nội về. Đó là Sơn lại chiết ra giao lưu với anh em đó. Này, màu màu trắng lim sun phu cả nhà đó. Thì không màu thật ra nó là cái dầu chống muối mọt á cả nhà. Thì mới họ nhìn qua là anh em cứ tưởng là dầu lửa nhưng không phải, nó là cái tổng hợp của cái Sơn mua bên đấy luôn rồi nè. Mua về nó có riêng cái đặc dụng của nó luôn rồi này, trừ muối mọt, đó là dầu trừ muối mọt nha, chứ không phải là dầu lửa đâu. Nhiều người cứ ngỡ ngỡ là Sơn gửi dầu lửa thôi nhưng mà không phải đó. Rồi thì nếu mà nhà mình có nhu cầu về màu lũ, một cánh gián nè, màu nâu đỏ, nâu đất, không màu là bảo vệ lũ cả nha, và màu trắng lim sun phu thì inbox cho Sơn luôn nha. Theo số điện thoại là 0889 244 699 là số mới. Số cũ là 0911 470 409. Số đó vẫn dùng nha mình. Đó thì do mình giao lưu khá là nhiều cho nên là cái lượng Zalo nó bị đầy kín á, cho nên là sẽ phải mở thêm một cái số mới nữa để mà mình giao lưu. Đó. Thì bây giờ là công đoạn mình đang tiến hành mình pha màu lũ đây cả nhà. Đó. Pha xong rồi mình dán màu vô cho anh em. Đó, nói chung là cái những cái này là hầu như là bên màu gỗ hết cả nhà. Đó mình lấy những cái tinh màu của bên màu gỗ mình làm. Đó là dùng cho linh sam nè, sam ngọc hay những cái cây nào mà mình tạo lũ á. Tùng tùng thì mình dùng cho lũ trắng. Đó, đại khái như nói chung là mình cứ ưng cái màu nào thì cứ inbox cho Sơn nha. Rồi, Sơn sẽ cung cấp cho mình cho. Thì đối với một cái chai nhỏ như thế này, chai nước khoáng nhỏ nha. Đó, chai nước khoáng nhỏ là 330 ml á. Nhưng mà mình đóng không có đầy được. Tại vì nếu mà mình đóng đầy á là cái độ nén hơi của nó là nó nổ cái chai luôn. Đó. Tại mình pha với hỗn hợp của xăng thơm mà, xăng thơm, xăng rin thì nếu mà mình đóng mà đầy lên tới đây á là nó nổ cái chai luôn. Bung nó nổ, nó ép cái chai mà nó dài thòng lòn nó nổ cái chai luôn. Cho nên là buộc là mình phải để một cái khoảng trống để cho nó có tụ hơi. Đó, khi mà mình về mình mở nắp chai ra cái nó sẽ xì hơi, xì ra cái. Đó. Chứ không phải là mình ăn gian mình muốn muốn đóng ít đâu cả nhà. Đó. Thì giờ đối với một chai như thế này á, thì bên mình giao lưu là 70k chưa phí ship nha mình. Còn nếu mà mình mua một chai thì cỡ tầm 100k bao ship, mình mua hai chai thì cũng cỡ tầm phí ship nó cũng dao động cỡ tầm 40 50k gì đó thôi. Đó, còn mình mua số nhiều nữa thì bên Sơn sẽ có cái mức giá số nhiều nha. Còn mình mua một hai chai thì kệ nó, mình bỏ 150 200 ra mình mua, chứ thay vì mình mua vật tư đồ về mình pha không theo cái tỷ lệ của nó thì cũng như nhau thôi. Đó thì bên Sơn là bên nhà vườn cũng bỏ một thời gian rất là nhiều và bao nhiêu là vật tư để mà nghiên cứu ra cái màu chứ không phải là đơn giản đâu. Đó. Rồi Sơn rất cảm ơn cả nhà mình đã dành thời gian xem tin ủng hộ luôn nha. Và nếu có thương mến thì cho Sơn một lượt đăng ký và nhấn chuông theo dõi để cập nhật những thông tin mới nhất luôn. Rồi, nhà vườn thân chào và hẹn gặp lại. Rồi, Lộc hôm nay đầu tháng là được số màu lũ này cả nha. Đây, màu cánh gián nè, màu trắng nè, trắng lim sun phu nè, không màu nè, không màu chống muối mọt nè, rồi màu cánh gián nè, màu đen nè, rồi màu nâu đỏ là nhiều, nâu đỏ 20 chai, cái này được 10 chai, cái này gần 10 chai nữa.
lọc đầu tháng, lọc đầu tháng 8 cả nha. Màu lũa nếu mà ai có nhu cầu thì cứ ới sơn nha. Rồi nhà vườn thân chào và hẹn gặp lại mình.